Phong Tình Thâm Nguyên xin gửi lời chào trân trọng đến tất cả các anh chị và các bạn đang theo dõi với kênh YouTube tư vấn hồ sơ phong tình của Phong Tình Thâm Nguyên. Em là Đức Trung, em là trợ lý của thầy Thâm Nguyên. Và thông qua những cái video mà trước đó Phong Tình Thâm Nguyên đã chia sẻ với các anh chị về các hạng mục trong hồ sơ phong tình, rất nhiều những cái câu hỏi, rất nhiều những cái cuộc gọi về từ số tổng đài 1900292 gọi đến Phong Tình Thâm Nguyên để mong muốn tư vấn về các bộ hồ sơ phong tình. Và dựa trên những cái hạng mục mà Phong Tình Thâm Nguyên đã đưa ra trước đó thì các anh chị rất tò mò về cái việc hỏi các hạng mục tiếp theo như thế nào, cũng như là rất nhiều các anh chị đã đến trực tiếp văn phòng của Phong Tình Thâm Nguyên tại phòng 510 tòa 34T đường Hoàng Đạo Thúy để lắng nghe sự tư vấn, và cũng rất nhiều các anh chị đã ra quyết định thực hiện những cái phần tư vấn của Phong Tình Thâm Nguyên với cái việc khảo sát lập hồ sơ thủy. Và trong đó cũng có khá nhiều các anh chị đang thực hiện với cái ngôi nhà của mình rồi, và trên cái tinh thần đó là Phong Tình Thâm Nguyên sẽ chia sẻ tiếp với các anh chị cái hai hạng mục cuối cùng trong cái bộ hồ sơ thủy để các anh chị có thể là nắm được và yên tâm nhất trong cái việc làm nhà của mình. Thì chúng ta sẽ đi vào cái hạng mục thứ 11 và thứ 12 trong bộ hồ sơ thủy. Trước đó Phong Tình Thâm Nguyên đã đưa ra 10 cái hạng mục đầu tiên trong bộ hồ sơ thủy rồi, các anh chị có thể theo dõi lại bằng cách xem những video trước đó. Thì ngày hôm nay Phong Tình Thâm Nguyên sẽ hướng dẫn các anh chị về cái hạng mục thứ 11 và thủ mục thứ 12 trong bộ hồ sơ thủy. Hạng mục thứ 11 trong bộ hồ sơ thủy này đó chính là cái phương án liên quan đến ngày giờ để thực hiện những cái việc đại sự trong việc làm nhà. Đó chính là dọn dẹp mặt bằng, động thổ, chấn chạch, đổ mái, cất nóc và nhập chạch. Thì các anh chị sẽ thấy đó là tất cả những cái hạng mục trong xuyên suốt cái quá trình chúng ta làm nhà, từ việc chúng ta đập bỏ cái nhà cũ hay là phạm mộng, tức là cái phần liên quan đến dọn dẹp mặt bằng, hạ giải ấy, và cho đến khi nhập chạch, là cả quá trình đấy, tất cả các năm tháng ngày giờ ấy, đều được Phong Tình Thâm Nguyên hỗ trợ và tư vấn các anh chị một cách kỹ lưỡng. Đó là cái điều vô cùng an tâm, vô cùng tuyệt vời mà Phong Tình Thâm Nguyên đang hướng dẫn các anh chị, đúng không ạ? Với cái việc mà chúng ta biết rằng là trong phong thủy thì cái việc lựa chọn ngày giờ là việc quan trọng nhất. Tại vì sao là thế? Tại vì đối với chúng ta trong việc làm nhà thì ngôi nhà nó có tọa hướng, nó có rõ ràng cái yếu tố tọa hướng của ngôi nhà, nó thể hiện yếu tố cát hung. Mỗi người trong ngôi nhà chúng ta nó đều có yếu tố về can chi nạp giáp. Do vậy là cái việc chúng ta lựa chọn cái năm tháng ngày giờ để thực hiện cái việc đại sự này thì cũng cần phải căn cứ rất lớn trên cái yếu tố là phù long tương trụ. Tức là phù long là gì? Tức là bổ long cho ngôi nhà để cái năm tháng ngày giờ chúng ta việc thực hiện cho cái việc đại sự cho ngôi nhà thì phải tốt nhất. Tương chủ là sao? Tức là nó phải tương hợp với lại cái năm tháng ngày giờ của thân chủ trong ngôi nhà, tức là trạch chủ các thành viên trong ngôi nhà thì nó phải tốt. Cái việc xem ngày thì nó căn cứ trên yếu tố về thiên can địa chi ngũ hành của can chi nạp giáp rồi nạp âm, chứ không chỉ đơn giản rằng là chúng ta xem những ngôi sao đâu các anh chị ạ, nhé. Chứ không chỉ đơn giản như thế. Do vậy là cái phương án xem ngày của Phong Tình Thâm Nguyên nó căn cứ trên rất nhiều những biến số quan trọng để lựa chọn ra cái năm tháng ngày giờ để triển khai, chứ không chỉ đơn giản là chúng ta dở được cái ứng dụng lịch vạn sự xem ngày hôm nay có phải là ngày hoàng đạo không, có phải ngày hôm nay ngày hắc lỗ hắc đạo không để chúng ta làm, thì nó không phải như vậy đâu. Xấu với người khác nhưng chưa chắc đã xấu với anh chị, tốt với người khác nhưng chưa chắc đã tốt với anh chị. Do vậy là phải chọn đúng cái ngày để nó tốt với chính cái trường hợp của các anh chị, tức là tốt với các thành viên trong ngôi nhà, tốt với cái tọa hướng ngôi nhà và tốt với lại cái năm tháng ngày giờ để chúng ta triển khai. Đấy là cái điều cũng quan trọng, và xin thưa các anh chị, cũng không có nhiều đơn vị phong thủy thực hiện được cái việc xem ngày nó chuẩn chỉ như vậy đâu nhé. Thì dựa trên cái việc mà xem ngày như vậy thì cái năm tháng ngày giờ Phong Tình Thâm Nguyên đưa ra nó phải đảm bảo yếu tố gì? Nó phải đảm bảo yếu tố về bổ long phù sơn tương hợp với trạch chủ, nó phải đảm bảo yếu tố về nạp nhật nguyệt đáo sơn phù long, nó phải đảm bảo yếu tố về nạp thiên khí cũng như địa khí để phù long tương chủ cách tốt nhất, và nó phải đảm bảo yếu tố về nạp vào long sa thủy để tương hợp với trạch đất. Đấy là cái điều vô cùng quan trọng. Và thực tế cái việc này không phải nhiều các thầy phong thủy nắm được, không phải nhiều các đơn vị kiến trúc mà nắm được đâu. Cái việc này nó phải thông qua quá trình nghiên cứu thực nghiệm phong thủy rất là dài lâu. Lựa chọn cái ngày giờ nó khó vô cùng các anh chị ạ. Đó chính là lý do tại sao mà các anh chị lựa chọn, nếu như tư vấn với hạng mục chỉ cần xem ngày giờ thôi mà các anh chị sẽ thấy là tại sao cái phí xem ngày giờ nó đắt như vậy, là bởi vì rằng là để mà xem được cái ngày giờ đấy, thầy Tâm Nguyên đã phải học trải nghiệm rất nhiều thời gian để mà có thể đưa được cái phương án luận như vậy, chứ không chỉ đơn giản là chúng ta dở cái cuốn lịch vạn niên ra để xem dăm ba cái ngày sau đó đưa ra kết quả cho các anh chị đâu. Điều đấy nó không thỏa đáng với công sức mà Phong Tình Thâm Nguyên chúng tôi đầu tư, không thỏa đáng với những kiến thức mà thầy tôi truyền dạy, không thỏa đáng với cái đạo nghề này. Bởi vậy cho nên rằng là cái năm tháng ngày giờ để triển khai nó vô cùng quan trọng và thực hiện một cách rất là kỹ lưỡng. Nếu các anh chị tò mò, các anh chị hỏi chúng tôi sẵn sàng giải đáp. Nhưng nó sẽ không phải giống như những cái gì mà các anh chị đang quan niệm rằng là ngày hôm đấy nó lại là cái ngày mà có nguyệt kỵ hay như thế nào đấy, hay là cái ngày này nó là cái ngày mà nó không phải là ngày hoàng đạo, hay là ngày nó không chỉ đơn giản dựa trên nguyên tắc như vậy. Do vậy là hãy tin tưởng và để Phong Tình Thâm Nguyên hướng dẫn các anh chị, nó sẽ yên tâm hơn.
Và dựa trên cái việc mà kết quả phong thủy nguyên đưa ra thì các anh chị sẽ nhận được gì? Các anh chị sẽ nhận được 5 tháng ngày giờ để triển khai tất cả cái hạng mục liên quan đến làm nhà các anh chị luôn. Đó là 5 tháng ngày giờ để triển khai dọn dẹp mặt bằng, 5 tháng ngày giờ để triển khai đó là động thổ, 5 tháng ngày giờ để triển khai chiếu trạch, 5 tháng ngày giờ để triển khai đổ mái các tầng, 5 tháng ngày giờ để triển khai việc cất nóc, 5 tháng ngày giờ để triển khai tiến hành cái việc nhập trạch. Đấy, và các văn khấn nghi lễ thực hiện những nghi thức này như thế nào thì đều được phong thủy nguyên hướng dẫn cách chi tiết. Lưu ý với các anh chị đó là các 5 tháng ngày giờ này thì trong cái bộ sơ thủy sẽ được trình bày ngay cái 5 tháng ngày giờ để triển khai. Thứ nhất là ngày hạ giải, tức là ngày phạt mộc hay ngày phá dựng mặt bằng. Cái thứ hai nữa đó là cái 5 tháng ngày giờ để động thổ, và cái 3 năm tháng ngày giờ để triển trạch. Còn các hạng mục khác đó liên quan đến đổ mái, cất nóc và nhập trạch thì nó phải theo tiến độ thi công công trình thực tế để phong thủy nguyên căn cứ để đưa ra các anh chị, tránh cái việc đó với cái phong thủy cũ ngày xưa, phong thủy dân gian nó có khi mỗi cái ngày đổ mái thôi, một là làm rất là cập rộng để được cái ngày đổ mái, hai là có khi là xong chưa cả tháng thì không đến, bởi vì chưa đến cái ngày đổ mái thầy xem cho. Đấy là một trong những cái hạn chế rất lớn trong cái việc mà làm nhà các anh chị. Thì căn cứ vào cái việc mà lựa chọn cái ngày giờ sao cho nó vừa phù hợp tiến độ, vừa phù hợp với lại cái yếu tố về nhật nguyệt đạo sơn, lạc quan sa thủy hay là những cái yếu tố về phù long tương trụ. Đấy là một trong những cái rất khó để xem ngày mà phong thủy nguyên đã trải qua vô cùng cái quá trình học, trải nghiệm, luận giải rất là khắc khổ thì mới có thể đưa được phương án giúp các anh chị một cách tốt nhất. Do vậy đã có niềm tin với phong thủy nguyên thì các anh chị yên tâm. Cái yếu tố quyết định thì các anh chị nó nằm ở cái việc mà chúng tôi đã phải trả giá rất nhiều để mà đưa ra được cái phương án 5 tháng ngày giờ như vậy, thì vẫn hãy yên tâm mà xử lý các anh chị nhé. Đấy là cái hạng mục thứ 11, đó là mục liên quan đến chọn cái 5 tháng ngày giờ để triển khai dọn dẹp mặt bằng, động thổ, chấn trạch, rồi đổ mái, rồi là cất nóc, rồi nhập trạch, thì đều được thể hiện trong cái bộ sơ thủy này và được phong thủy nguyên hướng dẫn chi tiết đến cả nghi thức nghi lễ nhà chúng tôi để hướng dẫn cả này. Bước sang cái hạng mục thứ 12 trong bộ sơ thủy, đó là liên quan đến yếu tố về phân tích tuổi hợp với gia chủ để lựa chọn trong các việc đại sự khác, ví dụ như là sinh con đẻ cái hay là lựa chọn với tuổi hợp để kết hợp làm ăn. Thì trong cái hạng mục trong cái bộ sơ thủy, những phần trang cuối nó được thể hiện rất rõ liên quan đến việc lựa chọn tuổi tác như thế nào để mà thực hiện với cái yếu tố về lựa chọn sinh con hay là lựa chọn hợp tuổi tác làm ăn, nó được thể hiện rất kỹ. Các chị chú ý. Đây. Với cái việc mà lựa chọn tuổi tác như này nó cũng là một trong những cái kiến thức vô cùng quan trọng mà các anh chị cần phải chú ý nhé. Đây là cái phần liên quan đến triển khai trang này, đã xuất hiện hai cái trang luôn, đó là hai bộ luôn, thứ nhất là xem ngày, thứ hai là xem tuổi để thực hiện trong cái bộ hồ sơ thủy, nó được thể hiện hai cái bộ và trong cùng một trang luôn. Thì các anh chị sẽ biết là cái nguyên tắc để mà chọn ngày chọn tuổi phong thủy nguyên rất rõ ràng và rất minh bạch, chứ không phải là theo cái yếu tố mà các anh chị biết rằng là các anh chị lại là tuổi này mệnh đoài rồi là cung cấn rồi là tôi thuộc tây tứ trạch, thuộc đông tứ trạch, rồi là tôi phải chọn cái tuổi này cho nó được hợp tuổi sinh khí, tuổi kia nó hỏa hại với tôi, tuổi này nó diễn viên, tuổi này nó phúc vị, tuổi kia nó sắt, nó tuyệt mệnh. Xin thưa các anh chị, đối với phong thủy nguyên chúng tôi không ứng dụng theo cách đó. Chúng tôi sử dụng những kiến thức minh bạch trong tam học phái chính tông. Do vậy rằng là tất cả những cái mà tôi đang nói đến, tôi không nói về đối với việc đó thuộc trường phái nào. Nhưng xin thưa các anh chị, phong thủy nguyên chúng tôi chưa bao giờ ứng dụng những kiến thức trên, và chúng tôi cũng không bao giờ ứng dụng tất cả những cái mà chúng tôi nói vừa rồi. Do vậy cái việc lựa chọn tuổi tác nó rất là minh bạch, rất là dễ hiểu. Bởi vì là cái lựa chọn tuổi tác ekip này chúng tôi đã có cả một khóa học, đó là xây dựng ekip làm việc mà trước đấy các anh chị đã từng xem, hoặc các anh chị chưa xem các anh chị có thể quay lại cái nội dung khoa học xây dựng ekip làm việc để các anh chị biết lựa chọn tuổi tác như thế nào. Đó là phải nằm trong những các cái bộ liên quan đến tam hợp, nhị hợp, lộc, mã, quý, nhân hay là những cái yếu tố quan trọng khác về hợp can, hợp chi đối với các anh chị, chứ không phải rằng là theo yếu tố về cung phi, cung mệnh như các anh chị tìm hiểu trên mạng đâu nhé. Do vậy rằng là với cái việc mà nắm bắt được tuổi tác như thế, các anh chị cũng sẽ dễ dàng hơn trong việc lựa chọn tuổi tác để mà sinh con tiếp theo như thế nào, hay lựa chọn tuyển chọn nhân viên, tuyển chọn đối tác để làm ăn, tuyển chọn người cộng sự để cùng làm ăn với mình. Hay là dựa trên cái yếu tố về tuổi tác như vậy thì các anh chị cũng sẽ biết rằng là để xét được các cái phương vị tài lộc theo các cái điểm thần sát và làm sao những phương vị phi nhân như thế nào thì các anh chị cũng sẽ một cách rất là kỹ lưỡng đó. Thì trên tinh thần như thế thì để rõ ràng hơn, đây là hai cái hạng mục rất sâu về yếu tố học thuật mà chúng tôi thể hiện ra, nhưng để mà nghiên cứu ra nó và đưa ra kết quả ra nó thì nó phải cả cái quá trình mà nghiên cứu cũng như là cả quá trình thực nghiệm và cả quá trình mà đúc rút để mà đưa ra được cái phương án giúp cho các anh chị. Do vậy là nó không phải là phương án phổ cập cho tất cả các gia chủ, bởi vì tùy theo mỗi cái gia đình các anh chị khác nhau thì sẽ ra những phương án khác nhau, chứ không phải gia đình nào cũng sẽ thế nhé. Do vậy rằng là
gia đình nào thế chúng tôi đều đặt cái trạng thái nó tập trung cao độ nhất, đưa ra phương án sát sao nhất và chính xác nhất để các anh chị có thể yên tâm nhất, chứ không phải là nhà nào cũng xem được thực tế đâu. Do vậy là các anh chị chú ý để mà lựa chọn đúng đơn vị tư vấn, lựa chọn đúng người thầy tư vấn và đặt niềm tin đúng nơi đúng chỗ. Trên đây là cái phương án thứ 11, thứ 12 trong bộ hồ sơ ông Thủy mà phòng tuyển viên chia sẻ với các anh chị liên quan đến những cái năm tháng ngày giờ, nguyên tắc về năm tháng ngày giờ để lựa chọn những ngày đại sự việc bán nhà, và nguyên tắc về chọn tuổi để mà lựa chọn cái tuổi tác để sinh con đẻ cái, hoặc là lựa chọn tuổi tác để mà tuyển chọn nhân sự làm việc, tuyển chọn đối tác làm việc. Thì trên đây tổng quan là chuỗi video mà phòng tuyển viên đang hướng dẫn các anh chị về các hạng mục trong bộ hồ sơ thì chúng ta có 12 cái hạng mục giống như trên màn hình mà các anh chị đã xem. Để mà chi tiết hơn thì các anh chị theo dõi lại từng hạng mục trong bộ hồ sơ thì hoặc xem cái bộ hồ sơ thủy mẫu, hoặc liên hệ với chúng tôi theo số 1900-2292 bấm nhanh số 2 để được tư vấn kỹ lưỡng, hoặc là đến trực tiếp văn phòng chúng tôi tại phòng 510 và nhà 3QD đường Hoàng Đạo Túy, Cầu Giấy, Hà Nội để được tư vấn cách kỹ càng, hoặc chủ động lên trên website thầyphongthuyenthuyen.com để mà nghiên cứu lại các hạng mục hồ sơ cũng như là những cái phần chi tiết nhất, sau đó để với chúng tôi tư vấn cách kỹ càng. Gặp gỡ các anh chị cũng như các anh chị gặp gỡ phòng tuyển viên chúng tôi, đó là cái duyên rất lớn mà chúng ta kết hợp với nhau. Và khi mà đã có duyên rồi thì chúng ta cần phải có trách nhiệm đối với nhau, đúng không ạ? Các anh chị cũng có trách nhiệm đối với việc lắng nghe sự tư vấn của phòng tuyển viên, lắng nghe sự tham mưu tư vấn từ thầy phòng tuyển viên. Và chúng tôi có trách nhiệm rất lớn liên quan đến yếu tố về hạnh phúc của các anh chị, liên quan đến yếu tố về tạo ra cái môi trường sống, kiến tạo cái không gian sống giúp các anh chị trở nên tốt nhất. Đấy là cái điều tuyệt vời mà chúng ta hướng đến. Phòng tuyển viên và các anh chị chúng ta hãy khớp với nhau điều này, và chúng ta hãy tìm đến nhau thông qua cái việc các anh chị xem video này và ra quyết định làm ngôi nhà để đẹp phong thủy nguyên, hướng dẫn phục sự các anh chị, đồng ý không ạ? Xin cảm ơn, nói chung xin cảm ơn và hẹn gặp lại cho các anh chị trong chuỗi những cái video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.